Trình Quang Minh Châu xin trân trọng kính gửi tới quý khách hàng đôi chanh cá chép bằng gỗ hương ta 100% với kích thước là 30 x 1 m và khung mà chúng tôi chạm trúc. Hôm nay trời nó đang về chiều nên là nhìn nó hơi tối một chút. Và trong điện thoại thì nó không thể sáng như ở ngoài được. Ở ngoài chúng tôi thì rất là đẹp. Lùi đi ra. Tôi xin quay kỹ. Với cách là chúng tôi đã làm rất là kỹ. Một bên là chữ Phúc và một bên là chữ Đức. Và thưa quý khách là đây là chúng tôi làm gỗ hương ta là 100%. Và cái vây vẩy chúng tôi làm rất là kỹ, sạch sẽ, sắc nét. Từ cả những con tôm. Rất là tuyệt vời. Đây là chúng tôi sơn PU không màu, sơn mờ, nhưng mà nó chưa khô hẳn, nó nhìn nó hơi bóng một chút. Và sau này nó khô hẳn đi thì nó mờ, mờ rất là đẹp. Đây là đằng sau. Xin mời quý khách liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0975 940 966 để đặt hàng và mua hàng. Xin trân trọng cảm ơn.